Đây, nay hàng mới về con. Có con 50 nè. Dạ. Yeah. 50 nha. Để quay đồ con luôn nè. Ồ, con trứng này đẹp rồi con. Đúng rồi. Đẹp nha, hàng mới về nha. 50 là 5 bữa đó con. Ồ, con này lóc còn đẹp lắm nè. Mới hàng về luôn nè. Đầy đủ đồ luôn nè. Xe rùa nữa nè. Quá trời hàng. Hàng bỉ bỉ luôn. Thằng này là hàng vô tư rồi con. Hốt luôn này không? Hàng bí bả luôn. Tiện cái gì nữa nè. Mình xăng 2 tấn. Quá trời hàng. Đặc biệt là con 50 nè. Rất đẹp mà con. Rồi, con là có nhu cầu luôn nè. 088 635 6707.